Hi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em Miền Tây nha. Thì hôm nay em có chia sẻ với cả nhà một cái món chè, đó là chè ỉ, nhưng mà em nấu với lại nước cốt dừa ha. Em có làm thêm những cái bông hoa xinh xắn như thế này, và chúng ta ăn với lại đậu phộng thì rất là ngon, tuyệt vời luôn ha. Bây giờ em mời cả nhà vào bếp và thực hiện cùng em nha. Thì nguyên liệu làm chè của em gồm có 3 chén một nếp ha, và một ít bột bán nè, và một ít dừa xác để chúng ta vắt nước cốt dừa ha. Rồi một ít khoai lang em đã luộc xong nha, và một ít màu, đó là màu thanh long em đã để tủ đá nè. Thì thêm một ống vani nữa ha. Và nguyên liệu không thể thiếu đó là đường nha. Thì bây giờ em sẽ đem cái phần bột này em đi ngâm nước và luộc lên ha. Thì ở đây em có là 3 chén bột ha. Em sẽ chia ra làm 4 phần, tùy theo cả nhà ha. Em thích cái màu nào đậm á, nhiều hơn á, thì em làm cái màu đó nhiều ha. Thì em cho vào đây là khoảng 1 chén bột luôn á. Rồi em sẽ cho nước từ từ vào ha. Thì em sẽ trộn đều cái phần bột này lên ha. Thì nước ở đây thì em dùng nước ấm đó cả nhà. Rồi chúng ta sẽ trộn lần lần, vệ sinh cái tay thật là sạch ha. Tại vì em đã vệ sinh sạch rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu nhồi bột nha. Cả nhà nghe cái giọng của em á không có được tốt, cả nhà thông cảm ha. Tại vì em hơi bị cảm một chút xíu, cả nhà thông cảm nha. Đây là cái phần một sau khi em nhồi xong ha. Thì em sẽ để vào một cái bịch ni lông như thế này, để chúng ta nhồi những cái màu bột khác á, nó sẽ không có khô cái phần bột này ha. Rồi em đã nhồi được hai màu rồi đó, màu thanh long em đã để vô nhồi luôn rồi ha. Thì cái khoai lang này em sẽ tán nhuyễn ra và chúng ta để bột vào. Rồi sau khi nhồi thì em được 4 màu như thế này, một màu xanh nè, màu tím, màu hồng và màu trắng ha. Bây giờ em sẽ tiến hành nắn cái phần bột của mình thành những bông hoa và những cái hình tròn ha. Ở dưới cái đĩa này em sẽ tha một ít bột lên ha, bột đăng á, cho cái phần bột này của mình nó không có dính ở dưới cái đá dĩa ha. Chúng ta sẽ lấy ra nó dễ dàng hơn. Thì em nắn không có được đẹp, cả nhà thông cảm ha. Đó, có một cái bông hoa xinh xinh nè. Rồi bây giờ em tiếp tục nặn những cái phần còn lại nữa ha. Mấy hôm nay á, em đi làm em tăng ca nhiều lắm, cho nên là không có ra clip kịp để cho cả nhà mình cùng xem ha. Cũng như là em đi thăm cả nhà mình, cả nhà hãy thông cảm giúp em nha. Ngày thứ chủ nhật á, em sẽ rảnh và em sẽ đi một vòng nha. Rồi, nói lòng vòng á, thì nước của em cũng sôi. Bây giờ em cho cái phần bông hoa vào đây trước nè. Rồi cái màu sắc rất là đẹp ha, cái màu thanh long đó cả nhà, dễ thương ha, màu hồng ngọt gì đâu á. Rồi em sẽ tiếp tục nặn những cái tạo hình những cái bông hoa hoặc là hình tròn. Chúng ta sẽ luộc qua nước tắm như thế này để cho cái phần bột của mình nó được ngon hơn ha. Thì khi luộc á, chúng ta để lửa vừa và đến khi mà cái phần bông hoa của mình đó nó nổi lên trên là vớt ra được rồi ha. Rồi thì đây, sau một lúc em đã luộc xong cái phần bông hoa nè, rất là đẹp ha. Rồi em sẽ nhồi bột á, cái hình tròn bây giờ em sẽ để vào luộc luôn ha. Chúng ta nhồi hết cái phần bột và luộc thôi. Và đây, sau khi em nhồi và em luộc thì được một cái đĩa hoa như thế này, rất là đẹp ha. Rồi thêm một cái mâm chè viên nữa nè, rất là ngon, rất là màu sắc đẹp lắm luôn ha. Và thêm một cái ít bột lúc nãy em luộc á. Rồi bây giờ em sẽ bắt nước lên đây. Em có khoảng nửa lít nước ha. Thì chúng ta sẽ để đường vào đây nha. Cả nhà tùy theo khẩu vị nha. Em để vào đây là khoảng nửa ký đường ha. Thì để vào đây là cả nhà
muốn dùng ngọt thêm hay là lạc thì gia giảm cái phần đường ha. Rồi em sẽ khuấy cho cái phần đường này nó tan ra hết ha. Rồi sau khi nước đường tan, em sẽ cho một cái tô nước cốt vào đây ha. Nước cốt này thì em để ở trong tủ lạnh á, cho nên là em vắt nó không có được cái màu, nó không có được trắng á, cả nhà thông cảm ha. Tại vì em có đi ít đi chợ được á, cho nên là em mua và để tủ đá, khi nào cần xài á chúng ta sẽ đem ra, màu nó không có được đẹp. Rồi em sẽ để cái phần bột bán nè vào ha. Bột bán em luộc rồi đó, rồi để vào ha. Thì cái lúc này á nước cốt rất là thơm luôn á cả nhà. Rồi em sẽ cho hết cái phần viên chè nhỏ nhỏ vào đây nè, đó rất là ngon ha. Em thích ăn chè này lắm. Nếu như mà cả nhà mình thích á, để gừng vào ở trong cái nhân á, ăn cũng rất là ngon luôn. Và đây là những cái bông hoa xinh xinh của em. Rồi em sẽ cho hết cái phần bông hoa vào đây nữa. Có cái bông hoa màu xanh nhụy, màu xanh đó cả nhà. Em rất là thích cái hoa đó luôn, đẹp lắm á. Cái màu tím này nè là màu tím khoai lang ha, đẹp lắm luôn, em nghĩ là ăn chắc ngon lắm. Rồi bây giờ em sẽ để chè ở đây ha, và chúng ta chờ cho nước nó sôi lại một cái là được rồi ha. Đây là cái bông hoa nhiều màu nè cả nhà, thấy dễ thương không, rất là đẹp ha. Đó rồi bây giờ em sẽ để đây và đợi sôi, sôi lên là chúng ta sẽ tắt lửa được ha. Em quên nữa. Thì em sẽ để vào đây một ống vani nè. Vani này á giúp cho món chè của chúng ta thơm ngon hơn, hấp dẫn hơn nè. Rồi bây giờ chè nó đã sôi lên và rất là thơm luôn á cả nhà. Bây giờ em sẽ múc ra một cái chén và mời cả nhà thưởng thức nha. Thì cái phần chè này chúng ta có thể là dùng không hoặc là để đậu phộng á, tùy thích ha. Ở đây thì em thích để đậu phộng cho nên là em đã rang sẵn và chúng ta đâm dập ra ha. Wow, chè rất là thơm, rất là ngon luôn nè, bốc khói luôn đó cả nhà. Em thích nhất là những cái bông hoa xinh xắn nè. Thì em đã múc chè ra đây rồi ha. Bây giờ em sẽ cho cái phần đậu phộng lên trên nè. Và em mời cả nhà thưởng thức cùng em nha. Rất là đẹp mắt ha. Ngon lắm đó cả nhà ơi. Đó. Rồi bây giờ em sẽ cho một ít đậu phộng lên chè ha. Thì đậu phộng mà ăn với chè này thì rất là ngon luôn, béo thơm nữa. Thì cái video của em đã khá dài ha, em xin dừng tại đây nha. Nếu như quý cô chú anh chị và các bạn thấy thích kênh, hãy cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ em có động lực làm nhiều video tiếp theo hay hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nha, vào lúc 19 giờ ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên kênh của quê em miền Tây nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.